Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SPTN Morning với đội dụng của Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Ba 30 tây tháng 11 năm 2021. À, thưa quý vị, hôm nay anh đội có một việc bận tí xíu sẽ đến hơi trễ một tí. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình với cái tin tức liên quan đến điều mà chúng ta thường thì không muốn nghe nhiều lắm. Nhưng mà bắt buộc phải đối diện đó là biến thể omicron thưa quý vị. Trong về, từ uh, hôm thứ sáu là cái hôm mà tổ chức y tế thế giới nói rằng là báo động về cái chuyện biến thể omicron, thì cho đến ngày hôm nay thứ ba, nhiều tin tức ra rất là uh, nhiều chiều khác nhau về cái biến thể này. Mà mới đây nhất thưa quý vị ngày hôm qua là trên mạng quý vị là ông Tithros Adhanom Katabergios, ông là giám đốc của tổ chức y tế thế giới, ông vừa lên tiếng báo động, nói rằng là cái biến thể omicron này đừng có xem thường và cái biến thể này, thưa quý vị, ông nói rằng là nó đang hiện tại bây giờ đưa cả toàn thế giới trong một cái tình trạng mà rủi ro rất lớn về cái tình trạng dịch tiếp tục bùng phát và thưa quý vị thì hiện tại bây giờ có rất nhiều cái vấn đề mà Uh, các chính phủ trên thế giới đều phải lo, các giới chức y tế trên toàn thế giới đều đang phải là nghiên cứu xem cái con uh, cái biến thể omicron này gây tác hại như thế nào về mặt con người, rồi trên cái chuyện mà lây lan như thế nào, rồi thêm một cái chuyện nữa là các hãng uh, bào chế uh, vaccine thì cũng xem lại xem rằng là các cái vaccine đã đang có có mặt hiện nay có chống lại được cái biến thể này hay không? thì đây là có khá nhiều cái chuyện mà đang được đưa đưa ra. thì thưa quý vị thì sáng ngày, ngày hôm qua thì bên phía công ty Moderna đấy, là cái loại vaccine mà từ trước đến nay chúng ta thấy là hiệu quả nhất, đạt từ 90 cho đến 95 phần trăm gọi là cái, cái mức gọi là hiệu quả của nó. thì ngày hôm qua họ nói rằng là họ đang nghi ngờ rằng là cái loại vaccine của Moderna không biết nó có một cái hiệu quả trên cái loại biến thể mới hay không chỉ nói cái chuyện nó không ngày hôm qua là cái chúng ta thấy là thị trường chứng khoán vừa nghe tin nói xong thị trường chứng khoán xuống ảo ạt à. và cái chuyện này vị, là một cái mối lo khác nữa nhưng mà sau đó các giới chức chính quyền của các quốc gia từ bên Hoa Kỳ sang qua đến bên châu Âu đều lên tiếng rằng là khoan không có gì đáng lo ngại lắm tất cả những gì chúng tôi theo dõi là đang nằm trong cái vòng kiểm soát thế nhưng thưa quý vị đây vẫn là một cái mối lo đang đang bày ra hiện nay thì ngày hôm qua tổng thống joe biden cũng đã có cho biết rằng là các giới chức chính và y tế của hoa kỳ hiện tại đang làm việc với các hãng uh, bào hãng dược phẩm bào chế ra vaccine để uh, đưa ra những cái kế hoạch để mà chống lại cái biến thể omicron này thì bên phía Hoa Kỳ ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden họp nói như thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái uh, các cái biến thể này nó hoạt động như thế nào thì thưa quý khán giả đã cần phải có một thời gian cần phải có một thời gian để theo dõi uh, biến thể này người ta mới thu lượm được là khoảng chừng hồi giữa tháng 11 là cách đây là khoảng chừng hai tuần và hai tuần cũng còn khá là quá mới để biết được rằng là thứ nhất là cái biến thể này nó lây lan với cái tốc độ như thế nào. Cái thứ hai là cái biến thể này nó có cái tác động mạnh như thế nào, cái độc tính của nó như thế nào khi mà nó nhiễm vào con người. Thì đó là những chuyện mà chúng ta lưu ý hiện tại bây giờ. Những quốc một các quốc gia báo cáo rằng có cái biến thể Omicron này là các quốc gia ở tại Tây Âu, Trung Quốc, Canada ở bên hoa kỳ này thì chúng ta chưa có nghe là có cái báo cáo nào về cái biến thể omicron nhưng mà một cái báo cáo mới nhất sáng ngày hôm nay thì bên hòa lan họ cho biết là cái biến thể omicron này nó có mặt ở hòa lan trước ngày thứ sáu vừa rồi là trước cái sự công bố của tổ chức y tế thế giới thì thưa quý vị đó là cái tình hình mà cái biến thể omicron hiện nay nó đang gọi là gây một cái sự xáo trộn trên toàn cầu và đương nhiên chúng ta biết chuyện này ảnh hưởng tất cả mọi chuyện từ chuyện y tế sang qua luôn chuyện kinh tế đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối đầu hiện nay và xin chào anh Đội Dung. Vâng chào Mai Phương kính chào khán giả SPTN đó là chuyện um, Omicron Omicron này uh, nó sẽ như thế nào. Cũng như nó sẽ có thể thưa quý vị trở thành một cái thách thức cho nước Mỹ và đặc biệt cho Tổng thống Joe Biden à, như thế nào. Chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong vấn đề trong chương trình Xoáy tin vào lúc 11 giờ Xin quý vị nhớ đón xem. À, trong khi đó thì thưa quý vị thị trường lại không có được tốt đẹp cho lắm trong lúc thế giới đang bị Omicron như thế này. Ngày hôm qua chúng ta biết là gọi là Cyber Monday Tức là cái ngày thứ hai Mà người ta mua sắm ở trên mạng rất là nhiều Và dự trù là sẽ Coi như giúp đỡ thị trường trở lại Nó gọi là lấy lại những gì đã mất trong Năm qua đó Thì thưa quý vị tình hình không được khả quan cho lắm à, Theo Cái báo cáo của CNBC Thì như vậy là ngày hôm qua thưa quý vị Cái sức mua đó Của năm nay đó Tới năm 2021 đó So với năm 2020 là nó giảm 1.7% 1.7% Tức là chỉ có đạt được khoảng là 10.7 tỷ mà thôi à, Trong bản tin nó ghi truy liền nó ghi sai, có biết không? À, chỉ có 10.7 tỷ mà thôi Đó So với uh, coi như là của năm ngoái Năm ngoái đó là 10.8 tỷ Và năm ngoái đó là cái ngày Cyber Monday đó là mức bán của năm ngoái là cao nhất trong lịch sử của Cyber Monday. Đó. Thì đó là một cái chuyện không vui. Không? Người ta hy vọng là bởi vì sao đáng lý như quý vị thấy hồi nãy trên màn hình đó là vì cái con Omicron nó được phát hiện vào thứ sáu và đáng lý nhiều người ta sợ thì người ta ở nhà, người ta mua online nhiều hơn đúng không? Nhưng mà lại không nhiều. Chắc lo đi mua thuốc ấy, <laughs> chắc là họ lo đi mua khẩu trang. Có lẽ là như vậy. Rồi cộng với cái Black Friday trước đó tức là thứ sáu vừa rồi đó thì thứ vị Black Friday còn thê thảm nữa. So với năm 2019, năm 2020 thì không có mua bán, đúng không? Tại vì Black Friday là đi ra ngoài mua, còn Cyber Monday là ngồi nhà mua đó. Thì Black Friday năm nay đó so với năm 2019 thì bị giảm tới 28.3%. Quá nhiều, thấy không? 28.3% vậy vì sao cũng có thể có một số người ta biết ta cũng còn sống hay không mua đồ chi à. cái vụ mà cái vụ mà covid này nó tai hại ghê quý vị nó ảnh hưởng ghê luôn á à. rồi mặc dù thấy không nước mỹ là cái quốc gia mà có thể nói là đầy đủ vaccine nhất trên vũ trụ à. trẻ em từ 5 tuổi trở lên có gần trích nhưng <laughs> bây giờ người ta vẫn có nhiều người chưa trích cho nên nhiều người không dám đi ra ngoài không đó là cái lý do tại sao cũng một phần người ta phân tích là ảnh hưởng cái black friday đó, đó thì cái đó là hai cái chuyện nó không vui thế nào cả ờ. nhưng mà so với năm 2020 là tăng 47.5% không anh? Uh -huh. Biết tại sao? Tại năm 2020 <laughs> ít có ai đi ra ngoài mua. Nhưng mà so với 2019 rõ ràng xuống hơn 58. 28. hơn 28%. Còn so với 2020 đó là hơn 47% Tăng 47.5% tăng gần một nửa Nhưng mà so với 2019 đó Thì giảm hơn 1 phần tư Đó Thì cái đó là cái uh, vấn đề mua bán uh, Của uh, dân Mỹ uh, trong những ngày qua không được vui cho lắm Thì cái này thưa quý vị nó cũng làm ảnh hưởng thị trường Thấy không Omicron rồi các thứ này kia Tình hình thị trường uh, chứng khoán như thế nào anh Long Buồn <laughs> Buồn Hơn con chuồn chuồn nữa anh yeah. Yeah. Thưa quý vị sáng ngày hôm nay Thị trường chứng khoán xuống luôn một lúc Thêm 500 điểm Ngày hôm qua đã xuống rồi Bây giờ xuống Bây giờ chỉ còn là 34.630 mấy điểm mà thôi Thì thưa quý vị uh, Trước ngày thứ 6 Thì chúng ta đang ở cái mức là khoảng trên 36.600, 36.700 Mà bây giờ xuống luôn Tính từ hôm thứ 6 đến giờ xuống 2.000 điểm lý do tại sao sáng ngày hôm nay một cái ào nữa xuống như thế là bởi vì thưa quý vị sáng ngày hôm nay à, ông uh, Jerome Powell là chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ có đưa ra ba cái yếu tố mà cái con biến thể micro này Omicron oh, này nó sẽ tác động lên thị lên nền kinh tế của Hoa Kỳ ông nói thứ nhất cái con này về tình trạng hiện nay thì nó làm tăng thêm cái sự lạm phát và nó làm giảm cái chuyện mà phát triển công ăn việc làm thứ ba là làm tệ hại hơn cái tình hình chuỗi cung ứng hiện nay mà đang có vấn đề thì thưa quý khán giả những điều này chúng ta có thể suy luận một cách rất là nhanh chóng là khi cái biến thể này gia tăng chúng ta thấy các chính phủ đều ra những cái lệnh là hạn chế du lịch hạn chế du lịch có nghĩa là máy bay bớt bay xe bớt chạy thì điều gì xảy ra thứ nhất giá dầu đi xuống hãng máy bay à, cổ phiếu của hãng máy bay à, hàng không đi xuống cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay cũng đi xuống nội ba cái lĩnh vực đó chúng ta thấy rằng là công an việc làm bị mất rồi đóng cửa bớt thì cái chuyện du lịch cũng bị đe dọa trong thời gian vừa qua cái mức mà tăng nhanh nhất trong toàn bộ nền kinh tế trên toàn thế giới mức mà công an việc làm mở ra nhiều nhất đó là cái kỹ nghệ về khách sạn, về du lịch, về giải trí. Bây giờ nếu biến thể này gia tăng một cách như vậy thì thưa quý vị, chúng ta lại thấy một cái bầu trời u ám quay trở lại. Người ta lại mất việc và đương nhiên nền kinh tế lại tiếp tục bị đe dọa. Đó và đó là những lý do mà chúng tôi vừa mới đưa cho quý vị là ông Jerome Powell trình bày cho tất cả mọi người. Thế là thị trường chứng khoán đi xuống liền. Thưa và xin quý vị đừng rời màn hình FPTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.